Tiếp tục các hoạt động trong phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong hai ngày qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì buổi ăn trưa làm việc của Hội đồng Bảo an với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và có các hoạt động tiếp xúc song phương. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, cho rằng Việt Nam là nhân tố quan trọng đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực ASEAN, khẳng định ủng hộ giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc, đề nghị Liên Hợp Quốc và cá nhân Tổng Thư ký tiếp tục quan tâm về tình hình Biển Đông, hỗ trợ thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Trong cuộc gặp Tổng Giám đốc UNDP Akim Stenner, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị UNDP tư vấn chiến lược, nhất là trong tái cơ cấu nền kinh tế, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý bền vững nguồn nước sông Mekong. Ông Akim Stenner cho rằng Việt Nam là hình mẫu trong phát triển kinh tế, khẳng định UNDP sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn chính sách cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.